Để chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay, Cổ Thạch Xuyên cùng với Vân Thảo xin được gửi đến cả nhà một bài tân cổ rất ý nghĩa về mẹ của tác giả Ngọc Chi, được mang tên Xuân Đời Con Có Mẹ. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Xuân xưa con trẻ dậy khờ, mơ manh áo mới mơ ngày pháo vui. Xuân nay con lớn khôn rồi, màu tóc mẹ về gọi nhành mai trước sân nhà thay lá. Nhìn dáng mẹ qua trong nắng chiều bóng ngã, con chợt hiểu ra ngày con xa mẹ đã thêm gần. Thời niên thiếu dài cờ bỗng chốc đi qua, nhìn khoảng trời xa con ngắm người tiếc nuối. Ngọt ngào lời giáo huấn, con trẻ ngoan hiền đâu phải chịu đòn roi. Ai ơi đức hạnh trao dồi, nghĩ nhân báo đáp vẹn thời trước sau. Nhà nghèo trong sạch thanh cao trải tìm nhân ai, con nào dám và con chim từ ô giữa mùa đông mồ thịt của mình nuôi con, đơn đau thân mẹ để nó lòng chim non. Loài vật kia còn sâu nặng thâm tình, nghĩ chuyện chim mà nhớ mẹ thương mình. Nước mắt con rơi để dành hình ảnh từ ô khác chi đời của mẹ, dắt máu tim mình cho con được lớn khôn. Mẹ ơi mẹ như chiếc lá vàng khô rồi sẽ rụng rơi qua đời con.
tìm mẹ đi khắp thế gian không tìm được tiềm thức mang theo đến trọn đời từ thở mới năm nôi. Nếu biển rộng sông dài không đo được công lao thì cũng sống làm sao lòng con thương mẹ. 20 tuổi xuân mẹ vẫn xem con còn thương mẹ, vòng tay mẹ chở che trên bước đường đời. Còn mẹ trên đời mà không hay mình có phước, đến lúc xa rồi thì dai dứt lòng đau. Giàu nghèo cùng mẹ sinh ta, cho tròn đạo hiếu mới ra con người. Đã sinh ra ở trên đời, hiểu thân là chịu làm đầu ai. Mà khuất bóng rồi đường đời xuôi ngược con mồ côi một mình. Và có Thạch Xuyên cùng Mai Phương Thảo. Xin thành cảm ơn những cành hoa thân thương của anh.
cảnh nghèo thiếu trước hụt sau, cha mẹ phải tạo tầng đội bác gom mắt nào sợ hy sinh hoàn toàn vô dụ lợi. Ôi trái tim nhân từ con không thể nào quên. Thank you.